Bệnh tiểu đường tiếp 1 là gì? Bệnh tiểu đường tiếp 2 là gì? Vâng, xin kính chào cô bác và các anh chị đã quay trở lại với kênh Sức Khỏe 99 ngày hôm nay. Quý vị thân mến, thì trong thời gian vừa qua, chương trình đã nhận được rất nhiều cuộc gọi và những thắc mắc về sự khác nhau giữa hai loại bệnh, đó là bệnh tiểu đường tiếp 1 là gì và bệnh tiểu đường tiếp 2 là gì. Hoặc có nhiều các cô bác lầm tưởng đó là bệnh tiểu đường tiếp 1 là giai đoạn 1 của bệnh tiểu đường và tiểu đường tiếp 2 thì là giai đoạn thứ 2 của bệnh tiểu đường. Chính vì vậy mà video ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu những nội dung chi tiết sau đây. Ở phần thứ nhất thì chương trình sẽ giải thích cặn kẽ và chi tiết về sự khác nhau giữa bệnh tiểu đường tiếp 1 và bệnh tiểu đường tiếp 2 là gì. Để đường huyết sớm ổn định và tìm ra phương pháp đúng đắn giúp cho quý vị điều trị bệnh tiểu đường thì trước hết là chúng ta cần phải hiểu rõ bệnh tiểu đường tiếp 1 và tiếp 2 là gì, có những cái dấu hiệu cảnh báo bệnh và những cái nguyên nhân có thể gây nên căn bệnh này là như thế nào. Còn ở phần thứ hai, chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về 5 phương pháp điều trị bệnh tiểu đường hiện nay. Đây là những phương pháp đã được các bác sĩ chỉ định và cũng đã giúp cho rất nhiều bệnh nhân cải thiện được vấn đề bệnh tiểu đường cực kỳ hiệu quả. Thì quý vị có thể lựa chọn một trong 5 phương pháp mà chương trình giới thiệu đến quý vị để tìm ra một phương pháp điều trị bệnh phù hợp nhất cho chính bản thân. Đây là những thông tin và những kiến thức vô cùng quan trọng. Nên chính vì vậy mà quý cô bác hãy dành trọn vẹn thời gian để theo dõi hết chương trình ngày hôm nay. Quý vị hãy chia sẻ rộng rãi video này để cho những người thân hay những người mắc bệnh tiểu đường có thêm kiến thức trong quá trình điều trị bệnh tiểu đường tại nhà. Và ngay bây giờ thì xin mời quý vị hãy cùng đến với nội dung chi tiết. Tiểu đường hay đái tháo đường là một rối loạn chuyển hóa mãn tính mà trong đó cơ thể không sử dụng được glucose do thiếu hụt sản xuất insulin hoặc kháng lại insulin. Tiểu đường thì chia làm 3 loại chính là bệnh tiểu đường tiếp 1, tiểu đường tiếp 2 và tiểu đường thai kỳ. Riêng bệnh tiểu đường thai kỳ thì chỉ xảy ra với phụ nữ đang mang thai và khi sinh xong thì bệnh sẽ hết, nên chúng ta chỉ bàn về 2 loại bệnh chính là bệnh tiểu đường tiếp 1 và bệnh tiểu đường tiếp 2. Trước hết chúng ta cùng tìm hiểu bệnh tiểu đường tiếp 1 là gì. Bệnh tiểu đường tiếp 1 hay còn gọi là bệnh tiểu đường vị thành niên hoặc bệnh tiểu đường phụ thuộc vào insulin là một tình trạng mãn tính, trong đó tuyến tụy không sản xuất được insulin và nội tiết tố cần thiết để cho phép đường glucose nhập vào tế bào để sản xuất năng lượng. Bệnh tiểu đường tiếp 1 thì chỉ chiếm khoảng 10% tổng số những người mắc bệnh tiểu đường. Bệnh tiểu đường tiếp 1 thì thường khởi phát nhanh, rầm rộ ở những đối tượng dưới 30 tuổi và những đối tượng có nguy cơ mắc bệnh tiểu đường là những người có tiền sử gia đình. Trong gia đình có bố hoặc mẹ mắc bệnh tiểu đường tiếp 1 thì con cái cũng có nguy cơ mắc bệnh cao hơn. Tiếp đến là các yếu tố về môi trường như phơi nhiễm với virus như Coxsackie, Rubella thì có thể khởi phát tình trạng phá hủy tế bào beta đảo tụy. Tiếp theo là địa lý. Người ta nhận thấy một số quốc gia như là Phần Lan, Thụy Điển thì có tỷ lệ mắc bệnh tiểu đường tiếp 1 cao hơn. Bệnh tiểu đường tiếp 1 thì hiện nay chưa có thuốc điều trị khỏi hoàn toàn mà chỉ có thể sống chung cả đời và phải sử dụng insulin cũng như cân bằng chế độ ăn uống khoa học để duy trì sức khỏe. Chính vì vậy mà nếu bác nào bị bệnh tiểu đường tiếp 1 mà có ai đó nói là sẽ khỏi hẳn hay là khỏi hoàn toàn bằng một sản phẩm nào đó thì quý vị cần phải xem thật kỹ lại. Tiếp theo, chúng ta cùng tìm hiểu về bệnh tiểu đường tiếp 2 là gì. Bệnh tiểu đường tiếp 2 là loại bệnh tiểu đường mà trong đó lượng đường trong máu của bệnh nhân luôn cao hơn do thiếu tác dụng của insulin. Nghĩa là cơ thể người bệnh vẫn có thể sản sinh insulin nhưng nó tiết ra không đủ để có thể chuyển hóa được glucose. Và tính đến tháng 3 năm 2018 thì bệnh nhân tiểu đường tiếp 2 là loại bệnh phổ biến nhất và chiếm khoảng 90% trong số bệnh tiểu đường nói chung. Phần lớn bệnh tiểu đường tiếp 2 thì khởi phát do chế độ ăn uống không lành mạnh, lười vận động hoặc do tình trạng béo phì và còn do các yếu tố môi trường. Tiểu đường tiếp 2 thì không gây nguy hiểm đến tính mạng ngay lập tức, trừ khi có những biến chứng cấp tính như là hôn mê, tăng áp lực thẩm thấu. Nhưng về lâu về dài thì nó sẽ gây ra nhiều biến chứng mãn tính, gây tổn thương nhiều đến các cơ quan quan trọng trong cơ thể như là bị hoại tử chi, suy gan, suy thận, mù lòa, tim mạch hoặc là gan nhiễm mỡ, v.v.
Tiểu đường tiếp 2 thì thường khởi phát từ từ và đa phần là tình cờ phát hiện hoặc là bệnh nhân đi khám sức khỏe mà phát hiện ra. Những đối tượng có nguy cơ mắc bệnh tiểu đường tiếp 2 đó là người béo phì, tình trạng thừa cân thì làm tăng sự đề kháng insulin. Đối tượng tiếp theo đó là những người ít vận động. Tiếp đến đó là những người có tiền sử gia đình có người mắc bệnh tiểu đường tiếp 2. Tiếp đến đó là độ tuổi, nguy cơ mắc bệnh thì sẽ tăng theo độ tuổi. Đối tượng mà tiền sử đã mắc bệnh tiểu đường thai kỳ ở nữ giới thì cũng có nguy cơ mắc bệnh tiểu đường tiếp 2 cao hơn. Tiếp đến là hội chứng buồng trứng đa nang và tăng huyết áp hay cũng có thể là do rối loạn mỡ máu. Sau đây là những dấu hiệu nhận biết bệnh tiểu đường. Một số triệu chứng điển hình bao gồm nhanh đói, thèm ăn, uống nhiều hay khát nước, tiểu nhiều, tiểu đêm liên tục, da khô và ngứa hay bị nhiễm trùng, mệt mỏi, uể oải toàn thân, thị lực giảm, cảm giác của chân tay bị giảm, thỉnh thoảng thấy hơi đau nhói, gầy nhiều, gầy sút cân. Bệnh nhân tiểu đường tiếp 2 thường có thể trạng béo nhưng khi có triệu chứng tăng đường huyết không kiểm soát hoặc tiểu đường mới phát hiện, họ có thể có giai đoạn sụt cân không rõ lý do ngoài ý muốn. Tiếp theo là vết thương lâu lành. Nhiễm khuẩn, vết xước và những chỗ thâm tím sẽ rất lâu lành. Dấu hiệu tiếp theo đó là giảm ham muốn về tình dục. Và những người mắc bệnh tiểu đường thì thường có đường huyết trên 6,5 hoặc là trên 7 mmol trên decilit. Sau đây, chương trình sẽ giới thiệu đến những phương pháp điều trị cơ bản khi mắc bệnh tiểu đường. Trước hết thì phải nói rõ đó là tất cả các phương pháp ở đây thì đều có ưu điểm và nhược điểm riêng. Nên tùy theo điều kiện cá nhân của mỗi người mà quý vị có thể lựa chọn một phương pháp phù hợp nhất với chính bản thân mình. 5 phương pháp điều trị cơ bản khi mắc bệnh tiểu đường. Phương pháp thứ nhất, phương pháp ổn định đường huyết tự nhiên. Phương pháp này sẽ tập trung thay đổi chế độ ăn uống và vận động của bệnh nhân để ổn định đường huyết tự nhiên mà không lạm dụng vào thuốc. Đầu tiên đó là phải điều chỉnh chế độ ăn uống khoa học. Khi mắc bệnh tiểu đường thì bệnh nhân cần giảm lượng glucose nhưng vẫn đảm bảo dinh dưỡng, vitamin và các chất điện giải cho cơ thể. Duy trì cân nặng hợp lý, không để sụt cân quá mức. Luôn ăn uống đúng giờ, đúng bữa, tuyệt đối không bỏ bữa sáng và không được kiêng khem quá chặt chẽ. Thứ hai đó là vận động thể lực. Phương pháp này cần thiết đối với bệnh nhân tiểu đường nhưng lại ít được chú trọng trong việc điều trị. Luyện tập thì mang lại rất nhiều những lợi ích to lớn trong điều trị tiểu đường như giúp cải thiện các yếu tố nguy cơ tim mạch, rối loạn đường huyết, giảm mỡ trong máu, huyết áp. Vận động đúng cách thì còn giúp cho bệnh nhân tăng nhạy cảm với insulin, kiểm soát cân nặng và giảm mô mỡ, giúp cho xương chắc khỏe, các khớp linh hoạt, cơ dẻo dai, giúp cho người bệnh tự tin, giảm căng thẳng, giảm nguy cơ bệnh tim mạch và đột tử. Ngoài ra thì tập thể dục cũng là một biện pháp quan trọng trong việc ngăn ngừa những biến chứng hàng đầu của bệnh tiểu đường là nhóm bệnh lý tim mạch. Vì vậy mà các cô bác mắc bệnh tiểu đường thì cần dành ít nhất là 30 phút trên một ngày để vận động và tập thể dục thể thao. Bà con có thể tham khảo các bài tập như là thiền, yoga hay là khí công, đi bộ, đạp xe, bơi lội, v.v. Ưu điểm ở phương pháp này đó là nó giúp cho bệnh nhân ổn định đường huyết rất an toàn, không tốn kém tiền thuốc thang và lại rất hiệu quả. Còn nhược điểm thì đó là người bệnh phải cực kỳ kỷ luật bản thân và lên kế hoạch ăn uống, tập luyện thể dục thể thao rất khoa học. Phương pháp thứ hai, phương pháp y học hiện đại. Đầu tiên đó là insulin. Đây là chỉ định bắt buộc đối với bệnh tiểu đường tiếp 1 và tiểu đường thai kỳ. Tiểu đường tiếp 2 có mức đường huyết quá cao, có nguy cơ gây biến chứng cấp tính hoặc những người đã suy gan và suy thận nặng. Tiếp đến đó là uống thuốc hạ đường huyết. Thuốc thì được chỉ định sau khi chế độ ăn và vận động thể lực kiểm soát đường huyết áp dụng thất bại. Các thuốc được chia theo nhóm công dụng như làm chậm hấp thu glucose, kích thích bài tiết insulin, tăng tác dụng của glucose, giảm tân tạo glucose, giảm đề kháng insulin. Lưu ý là vẫn phải kết hợp thuốc với chế độ ăn uống, luyện tập phù hợp thì mới nhanh có kết quả điều trị tốt. Ưu điểm ở phương pháp này đó là có hiệu quả rất nhanh chóng.
Còn nhược điểm đó là gây ra những tác dụng phụ như suy gan, suy thận, buồn nôn, khó chịu, chán ăn, mệt mỏi và gây chóng mặt. Phương pháp thứ 3, phương pháp đông y. Trong y học cổ truyền thì bệnh tiểu đường được gọi là bệnh tiêu khát. Phương pháp này ưu tiên dùng các loại dược liệu điều trị. Dược liệu điều trị tiểu đường và các điều trị chứng kèm theo khá phong phú như là khổ qua, mạch môn, dây thìa canh, chè đắng, hoàng kỳ, giảo cổ lam, ngũ vị tử, thục địa, câu kỷ tử, phục linh, hoài sơn, v.v. và tùy theo tình trạng bệnh nhân mà phối hợp và cân chỉnh liều lượng. Ngoài ra thì y học cổ truyền còn có phương pháp châm cứu ấn huyệt, giúp kích thích một số huyệt vị, kiểm soát đường huyết tốt hơn và bà con cũng có thể tham khảo và kết hợp sử dụng. Ưu điểm của phương pháp này đó là an toàn, hiệu quả. Còn nhược điểm đó là cần thời gian lâu hơn, mất công sắc uống, đun nấu các loại lá cây thảo dược. Tiếp theo chúng ta cùng đến với phương pháp thứ 4, đó là phương pháp đông tây y kết hợp. Tiêu chí điều trị tiểu đường hiện nay là nhanh chóng đưa đường huyết về mức an toàn và ổn định, phòng tránh các biến chứng cấp tính và mãn tính của bệnh. Phương pháp kết hợp đông tây y trong điều trị bệnh tiểu đường là phối hợp giữa tiêu chí giảm và duy trì sự ổn định của đường huyết. Bác sĩ dùng các phương tiện chẩn đoán lâm sàng và cận lâm sàng của y học hiện đại để chẩn đoán, xác định nguyên nhân, các yếu tố thuận lợi, các bệnh kèm theo và lượng đường huyết. Tây y thì sẽ giúp cho người bệnh giảm nhanh các tình trạng đường huyết quá cao. Còn đông y thì lại giúp cho bệnh nhân ổn định đường huyết từ từ và an toàn mà lại không gây tác dụng xấu, ảnh hưởng cho sức khỏe. Đông y thì vận dụng vào những dược liệu thiên nhiên cùng với phương pháp châm cứu, bấm huyệt và các bài dưỡng sinh, khí công, không chỉ kiểm soát đường huyết mà còn củng cố các cơ quan phủ tạng bên trong. Khi kết hợp cả hai phương pháp này cùng một lúc thì sẽ giúp cho bệnh nhân thu được những lợi ích đáng kể trong quá trình điều trị bệnh. Và mới đây thì chương trình đã tư vấn và giúp cho hàng nghìn bệnh nhân đang bị bệnh tiểu đường type 2 sử dụng sản phẩm đó là Khang Đường Tâm Hồng Phúc của bác sĩ, giáo sư, tiến sĩ Đái Duy Ban. Sản phẩm thì riêng nói về chất lượng thì không cần phải nói nhiều vì đã chứng minh bằng người thật, việc thật qua chú Thế, bác Nhung, sư thầy Thích Đàm Lan, cô Hằng, bác Long, cô Hoa. Và đây là một trong số những sản phẩm tốt nhất giúp hỗ trợ ổn định đường huyết trên thị trường hiện nay, nhận được chứng nhận của Bộ Y tế, Cục Vệ sinh An toàn Thực phẩm. Đối với sản phẩm này, thì giáo sư Đái Duy Ban đã dành đến hơn 10 năm tâm huyết nghiên cứu. Và sản phẩm thì chiết xuất hoàn toàn 100% từ thảo dược như giảo cổ lam, dây thìa canh, sinh địa, ngũ vị tử, cam thảo và cũng đã được VTV1 vinh dự đưa tin, giúp cho hàng ngàn bệnh nhân tạm biệt thuốc Tây y, chỉ số đường huyết về mức ổn định, ngăn ngừa những biến chứng nguy hiểm và giải quyết được vấn đề tiểu đêm, mỡ máu, men gan cao đi kèm. Đặc biệt là quý vị không cần tốn công sắc uống như các loại lá cây thông thường mà đã được bào chế thành viên năng mềm, rất dễ sử dụng và đem đi xa. Với sứ mệnh là phụng sự và giúp đỡ cho người bệnh tiểu đường thoát khỏi căn bệnh này, thì Khang Đường Tâm Hồng Phúc hiện nay đang giúp đỡ cho hàng ngàn người bệnh tiểu đường trong và ngoài nước. Nếu quý vị cần hỗ trợ liên hệ đến nhà thuốc, thì hãy gọi điện cho chương trình để được các bác sĩ hỗ trợ và tư vấn chi tiết. Ưu điểm của phương pháp này đó là an toàn và hiệu quả, còn nhược điểm thì sẽ tốn kém hơn vì phải đầu tư chi phí cho cả hai liệu pháp cùng một lúc. Tiếp theo đó là phương pháp thứ 5, phương pháp tế bào gốc. Nghe đến đây thì phương pháp này có lẽ còn là một khái niệm khá mới với nhiều bệnh nhân và y học hiện đại phát triển vượt trội đã nghiên cứu ra một phương pháp hiệu quả tuyệt vời, đó chính là dùng tế bào gốc chữa bệnh tiểu đường và cho kết quả đáng mừng. Ứng dụng tế bào gốc chữa bệnh tiểu đường thì sẽ giúp bổ sung các tế bào beta bị đào thải ở tuyến tụy, bảo vệ khỏe mạnh các tế bào còn lại, giảm hoặc ngừng việc dùng thuốc hạ đường huyết cũng như tiêm insulin, hạn chế các biến chứng do bệnh tiểu đường gây ra. Công nghệ tế bào gốc thì phù hợp với bệnh nhân tiểu đường type 1 và type 2. Sau một thời gian điều trị bằng tế bào gốc thì bệnh nhân tiểu đường có những tiến triển rõ rệt, cụ thể như sau. Ổn định đường huyết, giảm lượng đường trong máu, giảm 50-70% việc tiêm insulin, phục hồi chỉ số miễn dịch,
tỷ lệ biến chứng tiểu đường xấp xỉ bằng 0. Cải thiện chất lượng cuộc sống cho người bệnh tiểu đường, kéo dài tuổi thọ cho bệnh nhân, cải thiện tâm lý cho bệnh nhân, phục hồi khả năng tái tạo máu, cải thiện tình trạng rối loạn dinh dưỡng ở người mắc bệnh tiểu đường. Và hiện nay, với phương pháp điều trị tế bào gốc thì đã ứng dụng trong nhiều bệnh và đặc biệt là bệnh tiểu đường type 1 và type 2. Ở nước ta thì Viện Nghiên cứu Tế bào gốc và Công nghệ Gen Vinmec ở Hà Nội thì đang thực hiện nghiên cứu trị bệnh đái tháo đường type 2 cho một số bệnh nhân chọn lọc. Và phương pháp này thì có một nhược điểm, đó là chi phí rất lớn bởi đây là phương pháp điều trị mới và chưa được phổ cập ở nước ta. Quý vị có thể cho người nhà tới bệnh viện gần nhất thuộc hệ thống y tế Vinmec để bác sĩ kiểm tra, đánh giá và đưa ra hướng điều trị phù hợp nhất với sức khỏe của người bệnh. Vâng, quý vị thân mến, vừa rồi chúng ta đã cùng nhau tìm hiểu về sự khác nhau giữa bệnh tiểu đường type 1 là gì, bệnh tiểu đường type 2 là gì. Và bên cạnh đó là tìm hiểu thêm về 5 phương pháp điều trị bệnh tiểu đường hiện nay. Hy vọng rằng là video hôm nay đã cung cấp cho quý vị những thông tin hữu ích nhất để có thể phòng và hỗ trợ bệnh tiểu đường tại nhà. Cảm ơn quý cô bác và các anh chị đã đón xem video. Nếu có bất cứ câu hỏi hay ý kiến thắc mắc gì cần được chương trình hỗ trợ tư vấn giải đáp thì quý vị có thể liên hệ trực tiếp theo số điện thoại trên màn hình hoặc để lại bình luận ở ngay phía bên dưới. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại!